Chương trình này chúng tôi đang phát thanh tại thủ đô Washington. Bây giờ là đúng 8 giờ. Chúc quý vị một ngày thứ năm thật vui, thật may mắn và an bình. Câu chuyện buổi sáng và Morning News sẽ trở lại sau bản tin thời tiết. Linh Ngọc gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả thân thương của NVR trong ngày thứ năm hôm nay, ngày 21 tháng 9 2017. Sáng ngày hôm nay bầu trời tại thủ đô Washington có những cái ánh nắng nhẹ của buổi sớm mai, mây rải rác, một cái nhiệt độ tuyệt vời thưa quý vị, 68 độ là nhiệt độ hiện tại, với gió Tây Bắc thổi nhẹ. Vào buổi trưa thì tràn đầy những ánh nắng và nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay sẽ là một ngày nóng vì sẽ lên tới 87 độ, buổi tối trở lại mát mẻ 69 độ. Và hiện nay dự đoán thời tiết cho những ngày cuối tuần đều là những ngày đẹp, nắng trong sáng, khô ráo cho miền Đông Bắc Hoa Kỳ. Nhiệt độ cao nhất cho ngày thứ 6, 86 độ, ngày thứ 7, 87, ngày Chủ nhật, 88 độ. Những ngày rất là đẹp vẫn còn ở ngay tại thủ đô Washington. Và sau phần tin thời tiết thì Lê Ngọc xin mời quý vị bước qua phần tin giao thông của ngày thứ 5. Thưa quý vị, ngay tại bên Maryland thì Lê Ngọc đang thấy đang có một cái tai nạn vừa mới xảy ra ở ngay tại Baltimore Washington Parkway về hướng nam, ngay cái exit để mà quý vị vào Maryland 197. Lưu lượng giao thông cũng rất là nhiều trong sáng ngày hôm nay, thành thử di chuyển khá chậm chạp. Rồi qua bên Virginia thì hiện tại 395 của Virginia về hướng bắc, trước khi mà quý vị tới cầu của đường số 14 ngay lên chính giữa, cũng vừa mới xảy ra một tai nạn chỉ cách đây có 4 phút mà thôi. Dulles Toll Road của Virginia sáng ngày hôm nay về hướng đông, sau khi mà quý vị qua World Trade National Park thì cũng có một tai nạn cũng xảy ra. Rồi Chain Bridge Road thì vẫn còn bị đóng về hướng bắc giữa Fairfax Boulevard và Eaton Place vì vấn đề sửa đường. Bên DC thì hiện tại thưa quý vị, đường 16 Northwest về hướng nam, ngay khúc đường Arkansas Avenue của Northwest phía lên bên tay trái cũng có một tai nạn xảy ra. Cầu Key Bridge ở vòng đai phía trong gần với lại George Washington Parkway ở lên chính giữa cũng có một tai nạn xảy ra từ sớm. Riêng đường Beach Drive với lại đường Joyce, đường Military, đường Port, đường Tilden thì tất cả những cái con đường này đều bị đóng cho vấn đề sửa đường, cũng như là đường Pennsylvania Avenue với giữa đường 26, đường M Street của Northwest cũng bị đóng cho vấn đề sửa đường. Đó là những trở ngại mà quý vị thính giả của cả ba vùng DC, Maryland, Virginia sẽ gặp phải trong sáng ngày thứ năm hôm nay. Chúc quý vị có một ngày thật vui, thật bình an. Trở lại với người Vũ. Thưa quý vị, như thường lệ trước khi bước vào Morning News, câu chuyện buổi sáng là một hồ sơ nhìn lại. Thưa quý vị, sau khi mà cái bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, thưa quý vị, thì bắt đầu cái giới cánh tả của Liberal đem ra phân tích mổ xẻ nào là một vị Tổng thống của nước Mỹ không nên, nghĩa là hăm dọa một quốc gia như Bắc Triều Tiên, vân vân và vân vân. Nhưng mà từ mấy ngày nay như vậy, người ta chỉ nghĩ rằng chắc trong lịch sử 45 đời Tổng thống Mỹ chỉ có Donald Trump nói điều này. Nhưng mà thực sự quý vị, ngay cả thời Obama, vào Obama cũng hăm dọa một điều tương tự. Nhưng mà thời đó, sau khi lời hăm dọa của Obama tuy rằng nó không mạnh mẽ bằng Trump, nhưng mà cũng chưa hề ai nhắc lại điều này. Thêm một điều nữa, qua ngày hôm sau, với cơ hội này, bà Hillary đã lên một cái show và bắt đầu đem ra dạy đời ông Trump. Cho rằng những lời của ông Trump phát biểu như vậy đó rất là nguy hiểm cho cái lời tuyên bố trong vai trò của Tổng thống Mỹ. Đây là cái dịp, thưa quý vị,
để mà đem ra phản đối ông Trump. Thế nhưng cái gì cũng vậy cả, đôi khi đó những lời nói dối, quý vị biết không, nó hay quên. Và chính bà Hill cũng là một kẻ nói dối. Thì bây giờ tài liệu họ đưa ra, họ chứng minh rằng như vậy. Cái thời Bộ trưởng Ngoại giao của bà là một trong những người mà tạo ra một cuộc chiến để thiêu hủy một đất nước Libya và thiêu hủy nhà lãnh đạo Gaddafi. Cũng trong cái thời của bà đã làm chết đi 4 người của Mỹ, trong đó có đại sứ Mỹ tại Benghazi. Rồi lời tuyên bố của Obama trong cùng chính quyền với bà, như vậy người dân Mỹ sẽ nghĩ gì? Bây giờ quay lại về một đất nước, về một hiện tình, những lời tuyên chiến của Bắc Hàn. Quý vị thử nghĩ, nếu Donald Trump không đủ mạnh mẽ đưa ra những lời như vậy để chặn đứng cái thái độ của Bắc Triều Tiên, thì ngược lại cũng chính người dân Mỹ, cũng chính cái khối liberal cánh tả chống Trump, họ sẽ nghĩ rằng ông tổng thống này yếu đuối quá, để cho thế giới này xem đất Mỹ như một con cọp giấy. Và khi nước Mỹ đã chứng minh được một sức mạnh tuyệt vời trước 193 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bằng những lời lẽ rất Mỹ, thì họ cho rằng ông Trump có những lời lẽ kỳ quặc và điều đó không xứng đáng là vai trò một tổng thống Mỹ. Đó là lòng người đó quý vị. Cũng từng một hành động của con người này thì họ che giấu, họ năng niu, và để xem hành động của ông Trump, họ đem ra phơi bày. Đó là bản chất của cánh tả hiện nay. Quý vị vừa theo dõi câu chuyện buổi sáng. Mời quý vị bước vào Morning News. Vâng, và mở đầu cho phần tin ngày hôm nay thì một cái điều mà chúng ta cảm thấy nó nghịch lý nhưng mà lại là một cái điều tốt, thưa quý vị. Trong cái tình hình, cái sự căng thẳng giữa Bắc Triều Tiên và Nam Hàn đi, thì một cái việc, sự việc vừa mới xảy ra, đó chính là Hàn Quốc viện trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, và cái số tiền này không phải là một cái số tiền nhỏ. Vì sự căng thẳng khi mà gia tăng sau những vụ mà Bình Nhưỡng đã bắn tên lửa hỏa tiễn, thì Bộ Thống nhất của Hàn Quốc trong ngày 21 tháng 9, 2017 lại thông báo là Seoul, Nam Hàn đã thông qua một kế hoạch để mà trợ giúp nhân đạo cho Bắc Triều Tiên, và cái số tiền này trị giá tới 8 triệu Mỹ Kim. Và quyết định này cũng gây bất bình trong công luận của Hàn Quốc. Người dân của Nam Hàn họ cũng chống đối, họ cũng không có vừa lòng. Thì theo thông cáo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc thì giải thích, đây là một cử chỉ nhân đạo hoàn toàn ngoài mọi tính toán chính trị, và những chương trình cứu trợ nhân đạo phải được tiếp tục. Đó là điều mà quốc tế đã đồng ý, kể cả nước Mỹ, Nga và Thụy Sĩ. Theo Quỹ Nhi đồng của Liên Hiệp Quốc UNICEF, thì hiện nay có khoảng 200.000 trẻ em Bắc Triều Tiên đang bị suy dinh dưỡng rất là nghiêm trọng. Do vậy, Nam Hàn dự trù viện trợ 4 triệu rưỡi Mỹ Kim thực phẩm cho phụ nữ và trẻ em thông qua một chương trình lương thực thế giới của Liên Hiệp Quốc. 3 triệu rưỡi còn lại chủ yếu nhằm cung cấp thuốc men cho Bắc Triều Tiên qua trung gian của cơ quan UNICEF. Tuy nhiên, thì theo ghi nhận của hãng thông tấn Pháp AFP, thì công luận của Hàn Quốc, người dân không mấy vui, không mấy tán đồng cái cử chỉ hòa hoãn nói trên của chính quyền Nam Hàn, và điểm tín nhiệm của Tổng thống Moon Jae-in đang liên tục bị sụt giảm. Và tiếp theo, trở lại cái vấn đề vũ khí hạt nhân, quý vị. Cũng một thời vào thập niên 70-80 đó, thì Pakistan cũng đã từng diễn ra vấn đề phát triển vũ khí hạt nhân trong cái tầm ngắn, và điều này nó đang lặp lại. Qua lời của Thủ tướng Pakistan cho biết đó, thì nước này cũng đang phát triển vũ khí hạt nhân tầm ngắn để đáp trả một chiến lược quân sự của Ấn Độ. Và Pakistan cho rằng chúng tôi đã phát triển thành công vũ khí hạt nhân tầm ngắn như là một hành động đáp trả về một học thuyết Cold War, tức là khởi đầu lạnh, mà Ấn Độ đã xây dựng. Đây là một loại vũ khí sẽ có chung một hệ thống, nghĩa là kiểm soát với vũ khí chiến lược khác. Hôm nay trên một trang GNews, hôm nay dẫn phát biểu của Thủ tướng Pakistan đề cập đến một khả năng kiểm soát loại vũ khí này, đó là ông Bab Basi cho rằng
Các kho vũ khí hạt nhân của Pakistan là an toàn và được giám sát chặt chẽ như bất cứ một quốc gia hạt nhân nào trên thế giới. Chúng tôi sở hữu vũ khí hạt nhân vào đầu những năm 60 và là một trong những quốc gia đầu tiên ở châu Á phát triển một chương trình hạt nhân. Nếu Pakistan có thể quản lý kho vũ khí này trong suốt hơn 50 năm, tôi tin rằng chúng tôi có thể tiếp tục quản lý nó, lời của Thủ tướng Pakistan đã nhấn mạnh. Vâng, trong khi đó, khi mà nói đến đất nước Bắc Triều Tiên thì hiện nay lại có 10 quốc gia mà 10 quốc gia này ở châu Phi vẫn có những cái sự việc buôn bán vũ khí với lại Bắc Triều Tiên. Bắc Triều Tiên và rất là nhiều quốc gia châu Phi đã và đang trở thành những đối tác thương mại ngày càng gắn kết, nhất là trong những thương vụ mua bán vũ khí. Thì theo một nghiên cứu mới nhất của Viện Công nghệ ở ngay tại Massachusetts, hiện nay mỗi năm Bình Nhưỡng xuất khẩu một cái lượng hàng hóa giá trị hơn 100 triệu Mỹ Kim tới những nước ở châu Phi. Một ủy ban của Liên Hiệp Quốc đang điều tra những cáo buộc là các nước châu Phi gửi hàng triệu Mỹ Kim cho Bắc Triều Tiên để mua vũ khí và những dịch vụ huấn luyện về vấn đề quân sự. Một báo cáo mới nhất từ Liên Hiệp Quốc lại cho biết, tính cho tới thời điểm này trong năm 2017, Bắc Triều Tiên đã xuất khẩu một lượng hàng hóa trị giá lên tới 270 triệu Mỹ Kim. Ủy ban của Liên Hiệp Quốc sẽ điều tra những cáo buộc liên quan tới Bắc Triều Tiên trong những việc như là huấn luyện lực lượng bảo vệ tổng thống cho nước Congo và nước Angola, bán vũ khí tự động cho Congo, bán vũ khí và radio quân sự cho Eritrea, bán hệ thống tên lửa chống máy bay cho Mozambique, sửa chữa và nâng cấp hệ thống tên lửa đất đối không và hệ thống radar phòng không của Uganda, và còn bán cho Tanzania những hợp đồng trị giá lên tới trên 12 triệu Mỹ Kim liên quan tới vấn đề vũ khí và khí tài quân sự. Ngoài ra thì ủy ban này cũng sẽ điều tra về những vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc chưa được nêu rõ của Benin, Botswana và Zimbabwe, và đồng thời cũng xác minh là việc có phải Bắc Triều Tiên đang xây dựng một trung tâm thu thập những thông tin tình báo và nhà máy sản xuất đạn dược ở Namibia hay không. Ngoại trưởng Rex Tillerson cũng đã từng lên tiếng cảnh báo bất cứ nước nào có một cái quan hệ kinh tế hay là quân sự hoặc bất cứ dạng thức quan hệ nào khác, nghĩa là đang hỗ trợ và đang tiếp tay cho một chính quyền Bắc Triều Tiên rất là nguy hiểm. Riêng chính quyền của Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng đe dọa cắt đứt quan hệ thương mại cũng như là hủy bỏ chương trình hỗ trợ của nước Mỹ với những nước tiếp tục vẫn làm ăn với lại Bắc Triều Tiên. Trong những ngày mà tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, quý vị thấy trong đó họ chú ý rất nhiều, ví dụ như Donald Trump, Tổng thống đến từ quốc gia Iran, đó là ông Masmoud Abbas. Rồi trong đó, xin lỗi quý vị, có ông đến từ Palestine, đó là Masmoud Abbas. Đến từ Israel là Netanyahu. Thì cái vị thế của Palestine được nâng cao tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Tại sao được gọi là được nâng cao? Bởi vì ông Abbas đã có bài phát biểu kéo dài 45 phút tại Liên Hợp Quốc. Trong bài phát biểu của mình thì ông đã tập trung vào việc kêu gọi bảo vệ một giải pháp hai nhà nước trong một tiến trình hòa bình Trung Đông, cũng như là thúc đẩy các nỗ lực chấm dứt sự chiếm đóng của Israel đối với nước này theo một khuôn khổ thời gian được ấn định. Ông cảnh báo nếu mà giải pháp hai nhà nước bị hủy bỏ đó, người Palestine sẽ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài cái việc mà tiếp tục đấu tranh để đòi tất cả các quyền cho người dân. Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Palestine cũng chỉ trích về cái việc mà Israel tiếp tục cho xây dựng các khu định cư mới và coi đây là một hành động không thể chấp nhận, đe dọa trực tiếp tới giải pháp của hai nhà nước. Cái giải pháp mà hai nhà nước đang lâm nguy là chúng tôi không thể để những người dân của mình phải đứng trước các mối đe dọa, cái điều mà đang ảnh hưởng trực tiếp tới cái đời sống chính trị và xã hội của chúng tôi và gây nhiều nguy hiểm cho hòa bình và an ninh tại khu vực quốc tế. Chúng tôi sẽ phải tiến hành một số bước đi hoặc tìm kiếm các giải pháp thay thế để bảo vệ sự tồn tại của quốc gia, để mở ra những chân trời của hòa bình và ổn định. Tuy nhiên, các quốc gia lựa chọn thay thế mà chúng tôi tìm kiếm sẽ không bao gồm một lực lượng. Và trên thực tế thì Liên Hợp Quốc luôn coi khu vực định cư của Israel là bất hợp pháp, và nhiều lần tổ chức này đã kêu gọi Israel ngừng các hoạt động xây dựng, trong đó có nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 12 năm ngoái. Cái chuyện mà trong cái chu kỳ của Donald Trump và con rể của ông, thưa vị, muốn đi tìm cái hòa bình cho khu vực giữa Palestine và Israel,
Điều này trong lịch sử qua bao đời tổng thống và thực sự đến nay vẫn còn rất khó khăn. Cái khó khăn đây là vấn đề thứ vị, sự xung đột này nó nằm cái yếu tố tôn giáo nữa. Mà đã là yếu tố tôn giáo đó, quý vị thấy khó bao giờ mà ngồi lại với nhau được. Khó bao giờ. Chúng ta cứ suy ra những tôn giáo hội nhập vào đất nước Việt Nam, những tôn giáo có tại đất nước Việt Nam, và không bao giờ two in one. Đó là vấn đề mà tại sao cuộc chiến khu vực này nó luôn xảy ra. Tuy nhiên khi cuộc chiến xảy ra thì Palestine luôn luôn là một quốc gia và những người dân tại đây vẫn thiệt thòi hơn. Tại vì thưa quý vị, họ nghèo hơn Israel, họ không có nhiều đồng minh ủng hộ hơn, họ không có vũ khí vĩ đại hơn, và dĩ nhiên đất nước của Netanyahu rất giỏi về nhiều lĩnh vực, cho nên thường người Palestine thường bị thiệt thòi, thường bị tiêu diệt. Và quý vị biết rằng cái chuyện mà giữa Do Thái giáo và Hồi giáo, đó là hai phương trời cách biệt, và cuộc chiến sẽ miên viện. Đó là vấn đề giữa Israel và Palestine. Mời cô. Và vấn đề giữa Iran và Mỹ thì như thế nào? Lãnh tụ tối cao của Iran Khamenei đã lên tiếng là Iran sẽ không bị Mỹ bắt nạt về vấn đề thỏa thuận hạt nhân. Và cũng trong ngày 20 tháng 9, Iran đã cam kết là sẽ không là bên mà là cái nước mà vi phạm thỏa thuận hạt nhân, và không trông đợi Mỹ từ bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran, cho dù là Tổng thống Donald Trump đã có những cái lời chỉ trích gay gắt về vấn đề thỏa thuận này. Trong ngày thứ ba hôm qua thì Tổng thống Donald Trump, ông đã gọi thỏa thuận quốc tế năm 2015 là một nỗi hổ thẹn, cho biết là Tổng thống đã quyết định về việc có theo đuổi thỏa thuận này hay không, nhưng ông đã từ chối tiết lộ quyết định của mình. Phát biểu ngay tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trước những nhà lãnh đạo thế giới, Tổng thống Iran ông Hassan Rouhani đã đáp trả rất là mạnh mẽ bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump cũng trong ngày hôm qua, khẳng định rằng Iran sẽ không dễ bị bắt nạt bởi một người vừa mới bước vào chính trường của thế giới, đó chính là Tổng thống Donald Trump. Nhưng ông này cũng nói rằng Iran muốn duy trì hiệp định này với 6 cường quốc thế giới, mà trong đó thì Iran đã đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình trong khoảng thời gian ít nhất là một thập niên để được nới lỏng những biện pháp trừng phạt về vấn đề kinh tế đã vốn làm tê liệt nền kinh tế của đất nước Iran. Ông Rouhani đã nói và cho biết thêm là Iran sẽ đáp trả dứt khoát và đáp trả một cách kiên quyết đối với bất kỳ vi phạm nào của bất kỳ bên nào. Và ông còn nói rằng sẽ là một cái điều đáng tiếc nếu mà thỏa thuận về vấn đề hạt nhân này bị hủy hoại bởi những kẻ mà ông cho rằng là mới bước vào chính trường thế giới, có nghĩa là Tổng thống Donald Trump, và thế giới sẽ mất đi một cơ hội tuyệt vời. Anh Nguyễn Vũ nghĩ như thế nào về lời tuyên bố của ông Rouhani? Cái câu đó quý vị, nếu mà Mỹ nói với anh nghe nó còn thuyết phục được. Còn Iran mà bảo rằng Mỹ mất đi một cơ hội tuyệt vời, tôi không biết ý ông muốn nói cái gì. Cơ hội thế nào là tuyệt vời? Bởi vì hiện nay thưa quý vị, từ thời của ông Ronald Reagan và trước thời của ông Ronald Reagan, từ thập niên 70 tới 80, thì giữa Iran và Mỹ chưa bao giờ có một sự thỏa thuận, có một sự hòa bình nào cả. Nhưng mãi đến cái thời của ông Obama, ông dựng lên một quan hệ để bởi vì sau này quý vị thấy, quý vị nhớ nữa hay không tôi không biết, mà tôi nói rằng Obama là một người đi làm lịch sử chứ không phải là làm tổng thống Mỹ. Thứ nhiệm kỳ thứ hai tôi lặp đi lặp lại điều đó hoài, quý vị còn nhớ hay không tôi không biết. Ông làm lịch sử tới độ mà chỉ cần qua một vài cái phone rồi họ nói gì với nhau và bắt đầu ông nổi tiếng, trở nên tìm lại cái quan hệ song phương tốt đẹp nhất trong thời Obama là giữa Obama và Iran. Từ đó mới đi đến cái chuyện thỏa thuận hạt nhân, và đến bây giờ thưa vị, không phải là ông Trump nói đâu. Sau khi thỏa thuận hạt nhân mà qua nhiều cái hành động của Iran đó, là bắt đầu Nga họ càng tiến lại gần gũi với Iran rất là nhiều. Rồi cũng từ đó đó, là Iran bắt đầu mua những loại S-300, S-400 là những loại mà để chống lại những hỏa tiễn từ xa.
gọi là đất đôi không đó. Thì tôi đã nói là cái chuyện thỏa thuận hạt nhân giữa thời Oma và Iran là cái con chim trời. Nó không có gì mà theo những gì họ hứa cả. Và tất cả những nguồn uranium để mà chế biến, để đạt đến một cái tiến trình vũ khí hạt nhân, hiện giờ Iran vẫn tiếp tục. Chỉ cần bấy nhiêu thôi, họ có hàng tỷ đô la trong tay dưới thời của Obama. Thì bây giờ đó quý vị, họ dựa vào một bản thỏa thuận, trong đó có Obama và B5+1, là trong đó có những quốc gia, trong đó có Đức, có Pháp, vân vân. Đó là những người là gì quý vị không? Tôi đã nói rằng có những người trong số này đã từng bị Obama cho ứng nước đường, trong đó không ai khác hơn đó là bà Angela Merkel về cái tiến trình di dân lậu. Và bà bắt ôm trong thân phận của bà 1 triệu người di dân, giống như những gì sau khi Obama đã rời tòa bà đốc, muốn đổ bể ra cái chuyện mà ông đã thông đồng với thủ tướng của Úc, ông gửi lại 1,200 người. Những cái chuyện như vậy tuy rằng nó rất chi tiết, nhưng mà nếu quý vị mà nghe đó, quý vị mới hình dung ra được một cái xã hội Mỹ. Nếu thực sự cái bản copy của Obama mà bà Hill trở thành một tổng thống đó, quý vị mới thấy được cái bóng dáng, cái hệ lụy của đất nước này trong những năm kế tiếp. Mời cô. Vâng, và qua sự việc này thì đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Nikki Haley đã cho biết là bài diễn văn của Tổng thống Donald Trump đó là một tín hiệu cho thấy là Tổng thống Donald Trump đã không hài lòng với thỏa thuận hạt nhân, nhưng không phải là một quyết định để mà từ bỏ thỏa thuận này. Nhưng trong tối ngày hôm qua thì Ngoại trưởng Rex Tillerson lại lên tiếng với đài Fox News rằng nếu mà Mỹ theo đuổi thỏa thuận của hạt nhân cho vấn đề Iran thì phải có những thay đổi. Trong khi đó thì ông Rouhani lại lên tiếng và cho rằng là một là thỏa thuận hạt nhân phải giữ nguyên hoặc là nó sẽ sụp đổ. Sure. Nếu mà sụp đổ đó là đúng những gì ông Trump đang đi, làm sao mà giữ nguyên được quý vị? Giống như cái chuyện mà vấn đề mà khí hậu toàn cầu như vậy. Bây giờ ông Trump cũng nói y chang, tôi không có bỏ, nhưng mà ngồi điêu lại. Đó là gì quý vị? Ông Trump nói rất là rõ, tất cả đối với chúng tôi là America first. Và quý vị cũng vậy, quý vị được quyền là your country first. Và điều này ông Trump nói rõ ra cái bản chất của con người. Ông nói rõ ra cái bản chất của những nhà lãnh đạo. Không có gì mà sai trái trong chuyện này cả. Không ai mà đứng ra lãnh đạo mà không vì một cái quốc dân của mình. Không có thể nào mà đang ở Mỹ bảo rằng tôi thương 90 triệu dân quá, thương mà không làm gì hết. Vậy cũng chẳng có ai nói rằng tôi đến tôi họp tại New York bởi vì tôi thương nước Mỹ. Ông Trump nói điều này không có gì sai trái cả quý vị. Chúng tôi có quyền lợi đất nước tôi, các bạn có quyền lợi đất nước bạn. Và trong chính quyền Trump cũng nói rõ một điều trong chính sách ngoại giao. Ông Trump tuyên bố kể cả Rex Tillerson, chúng tôi không bao giờ áp đặt một quốc gia nào theo một mô hình của chúng tôi cả. Chúng tôi không bao giờ áp đặt và chúng tôi không chủ trương lật đổ một chính quyền nào cả. Có nghĩa là gì? Các bạn có một đất nước tự chủ và hãy gìn giữ, hãy obey lấy. Nếu chúng tôi có một quan hệ nào đó nằm trong chiến lược là đôi bên phải có quyền lợi song phương, fair deal, rất rõ ràng. Mời cô. Trong khi đó thì quân đội của nước Anh và Canada, hai nước này đang lên một cái kế hoạch để tập trận chung tại Latvia trong tháng tới, trong cái nỗ lực là để mở rộng cái hiện diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, tức là NATO ở Đông Âu. Và hai nước cũng nhất trí sẽ đi đầu trong việc ủng hộ vấn đề cải cách NATO, hiện đại hóa và bảo đảm về vấn đề an ninh mạng. Thì ngoài những cái sự kiện mà Anh và Canada đang muốn gọi là gây dựng lại NATO, thì hai nước này cũng đã thống nhất những bước đi cụ thể trong vấn đề tăng cường hợp tác quốc phòng, chống khủng bố và chủ nghĩa cực đoan, cũng như là nâng cao khả năng hợp tác giữa hai quân đội Anh và Canada trong chương trình đào tạo cho lực lượng vũ trang Ukraine từ đầu năm tới. Và chương trình đào tạo này sẽ là một cuộc huấn luyện chung đầu tiên
của nước Anh với lại một nước khác ở ngay tại Ukraine để giúp nâng cao năng lực cho binh sĩ ở ngay tại Ukraine. Và chương trình này sẽ bao gồm những nội dung về vấn đề huấn luyện chung, huấn luyện bắn tỉa và cả đào tạo về cảnh sát. Trong khi đó thì đất nước của Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ tổ chức những diễn tập hải quân với những lại thành viên của NATO. Và những cái thông tin này vừa mới được đưa ra trong ngày hôm nay, trong cái bối cảnh là nước Nga vừa mới tiến hành một cuộc tập trận chung với Belarus mang một cái tên là Zapad 2017, tức là phương Tây của 2017, với một cái quy mô rất là lớn kể từ sau chiến tranh lạnh. Và cuộc tập trận chung này có sự tham gia cho tới 12.700 binh sĩ và 680 đơn vị chiến đấu, trong đó có 7.200 binh sĩ của Belarus và 5.500 lính của nước Nga. Riêng về bên nước Nga thì khẳng định cuộc tập trận này không nhằm chống lại bất kỳ nước thứ ba nào, và mục đích của cuộc tập trận chính là sự duy trì an ninh cho cả Nga và cho Belarus. Và đây là lần đầu tiên mà nước Nga đã tiến hành một cuộc tập trận kiểu này kể từ khi mà NATO quyết định triển khai 4 lữ đoàn tới Đông Âu. Trong số này thì lữ đoàn tại Latvia do Canada dẫn đầu, gồm có 450 binh sĩ của Canada và binh sĩ của các nước Albania, Tây Ban Nha, Ba Lan và Slovenia. Trở lại về cái dư âm hậu bài diễn văn của Trump tại Liên Hợp Quốc, quý vị. Và sau đó bà Nikki Haley, đại sứ Liên Hợp Quốc, cho rằng không ai muốn chiến tranh. Ngay cả tổng thống của tôi cũng không muốn chiến tranh. Nhưng mà chúng tôi đã cố gắng giải quyết vấn đề thông qua đối thoại và thông qua các lệnh trừng phạt, và chúng tôi đã thử mọi phương pháp ngoại giao trong một khả năng. Đến giờ chúng tôi vẫn chưa từ bỏ những nỗ lực ấy, dù khẳng định Mỹ có trong tay rất nhiều lựa chọn quân sự đối với Triều Tiên. Bà cũng lưu ý vấn đề Washington quan tâm nhất hiện nay là làm thế nào để lôi kéo sự chú ý từ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Và không ai biết cách lôi kéo sự chú ý của ông ấy. Vì thế tất cả những thứ mà bạn có thể làm chỉ là tiếp tục để cho nhà lãnh đạo Triều Tiên biết chuyện gì xảy ra nếu ông ấy không dừng lại. Bà Nikki Haley đã nhấn mạnh, ai cũng cố gắng tìm cách tiếp cận ông Kim. Đấy là vấn đề chúng tôi không biết phải làm sao. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đồng thời cho biết, cái việc mà Tổng thống Trump dùng cái biệt danh người tên lửa để nói về lãnh đạo Triều Tiên đã nhanh chóng gây chú ý. Bên cạnh đó, Haley cho hay, bà đồng tình với giọng điệu của Tổng thống Trump khi phát biểu về thỏa thuận hạt nhân của Iran. Tổng thống Mỹ gọi đây là một trong những thỏa thuận tồi tệ nhất mà Mỹ từng tham gia và là nỗi xấu hổ đối với Mỹ. Theo bà, bài phát biểu không phải một dấu hiệu rõ ràng về việc ông Trump muốn rút khỏi thỏa thuận, nhưng cho thấy ông rõ ràng không hài lòng. Và đây vẫn là những gì xảy ra sau bài tuyên bố của lời phát biểu của Tổng thống Donald Trump về vấn đề Bắc Triều Tiên. Thì hiện nay, Đức và Mỹ bắt đầu có một cái dấu hiệu bất đồng trong cách giải quyết về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Khi mà trong ngày hôm qua 20 tháng 9, Thủ tướng của nước Đức bà Angela Merkel thì bà này đã lên tiếng chỉ trích lời tuyên bố đe dọa Bình Nhưỡng của Tổng thống Donald Trump đưa ra tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Và theo lời của bà Angela Merkel, đây là một hành động sai lầm. Vì khi mà bà trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình Deutsche Welle, khi được hỏi về những phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại Liên Hiệp Quốc, thì Thủ tướng Đức Angela Merkel đã cho rằng những biện pháp trừng phạt và giải pháp ngoại giao đó mới chính là cách duy nhất để đưa vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên lên bàn đàm phán. Bà Merkel đã khẳng định rằng bà phản đối những hình thức đe dọa theo kiểu như là Tổng thống Donald Trump đã đưa ra. Theo Thủ tướng Merkel, thì bất kỳ giải pháp quân sự nào đưa ra đều không phù hợp, và đồng thời bà này còn nhấn mạnh tới một giải pháp ngoại giao. Cũng theo lời của bà Merkel, trước đó trong cuộc điện đàm với Tổng thống Donald Trump chỉ cách đây vài ngày, bà cũng đã khẳng định là những bên liên quan đến vấn đề này phải tìm cho được một giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Trở lại quý vị, nếu như những gì Donald Trump đầy mạnh mẽ và tạo ra rất nhiều dư luận, thì như tôi nói đó, cái hình ảnh của đệ nhất phu nhân Melania Trump đã kêu gọi đoàn kết trong một phát biểu tại Liên Hợp Quốc. Bà đã kêu gọi các nhà lãnh đạo đoàn kết vì lợi ích của trẻ em
và tương lai thế giới tại một bữa tiệc trưa. Chúng ta phải đoàn kết vì lợi ích của trẻ em. Phát biểu của bà tại tiệc trưa với phu nhân và phu quân của hàng chục lãnh đạo thế giới Liên Hợp Quốc vào ngày 20 tháng 9, bọn trẻ đang quan sát và lắng nghe. Chúng ta không được phép bỏ lỡ cơ hội để dạy chúng những bài học đạo đức của cuộc sống. Trong phát biểu đầu tiên trước công chúng tại Liên Hợp Quốc, bà Menalea cho rằng đã đến lúc thế giới cần sự tập trung, cần chú ý vào những thông điệp và nội dung trẻ em tiếp xúc mỗi ngày như mạng xã hội hay vấn đề bắt nạt. Không đứa trẻ nào đáng phải gặp cảnh đói ăn, bị theo dõi, bị đe dọa, bị khủng bố, bị bắt nạt, bị cô lập hay sợ hãi mà không biết phải dựa dẫm vào đâu. Barron Trump, con trai của bà và Tổng thống Mỹ, từng nhiều lần trở thành một đối tượng bị công kích trên mạng xã hội vì có một hành động ngáp ngủ gật hay là đùa với cháu trong lúc tham gia sự kiện cùng Tổng thống. Bà Menalea khẳng định, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương này là tương lai của thế giới, ở mọi xã hội. Chúng ta nhìn vào tình trạng hiện tại của trẻ em để thấy tương lai thế giới có thể kỳ vọng. Lời kêu gọi đoàn kết của bà được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Trump có bài phát biểu đầu tiên được đánh giá là đầy tính hăm dọa trước một đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Ông dọa đã hủy diệt hoàn toàn Triều Tiên và công kích Iran cũng như là Venezuela cũng như là Cuba vài phút sau khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio đã kêu gọi một bầu không khí hòa giải. Trump đã gây phản ứng trái chiều sau bài phát biểu và ông Ngoại trưởng Nga, trong đó Thủ tướng Israel, đã đánh giá cao. Tuy nhiên Ngoại trưởng Thụy Điển và Ngoại trưởng Iran cho rằng Trump đã phát biểu sai lầm. Quý vị thấy đó, cái đường hướng nào phù hợp thì người ta sẽ ủng hộ trong bài phát biểu. Nhưng mà đương nhiên những quốc gia mà bị ông Trump đưa vào bài diễn văn, tôi nói thật quý vị, không có một nhà lãnh đạo nào vui với bài diễn văn đó cả. Nhất là Bắc Triều Tiên, Iran hay là Venezuela chẳng hạn, kể cả Trung Quốc. Mời cô. Dạ vâng, dù là có những cái tranh cãi, nhưng mà vấn đề mà đệ nhất phu nhân Melania Trump thì người ta đang cho rằng là bà rất là sáng chói, cái hình ảnh của bà lại làm cho mọi người cảm thấy thoải mái, nhẹ nhàng hơn trong những ngày họp của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York qua về vấn đề nhân đạo. Khi mà nói đến vấn đề này thì trở lại về vấn đề động đất ở Mexico, thưa quý vị. Trong ngày 20 tháng 9, Tổng thống Mexico ông Peña Nieto đã tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm những nạn nhân của trận động đất mạnh lên tới 7,1 độ Richter xảy ra vào chiều của ngày 19 tháng 9 theo giờ địa phương ở Mexico, đã khiến cho con số người bị thiệt mạng cho tới ngày hôm nay đã lên tới trên 250 người. Và cũng trong cái diễn biến này, thống đốc của tiểu bang Morelos, Graco Ramirez, đã tuyên bố là treo cờ rủ để tang 5 ngày để tưởng nhớ những nạn nhân của trận động đất. Tính đến thời điểm hiện tại thì người ta cho biết là cái số người bị chết có thể lên tới trên 250 người. Và thống đốc của tiểu bang của Ramirez của Mexico đã khẳng định là chính quyền sẽ hỗ trợ và giúp đỡ cho người dân xây dựng lại nhà cửa, cũng như là sẽ khôi phục lại những khu vực và những di tích lịch sử đã bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Và một cái điều nữa là phải bảo đảm an toàn cho người dân của Mexico. Và ngay tại thủ đô Mexico City, hiện nay những dịch vụ giao thông công cộng, tàu điện ngầm, xe bus, xe điện tiếp tục hoạt động miễn phí và hầu hết những tuyến đường sắt đã trở lại hoạt động bình thường sau trận động đất vừa mới xảy ra. Và đây là trận động đất lớn thứ hai liên tiếp tại Mexico trong 11 ngày qua. Trận động đất trước đã xảy ra vào tối ngày 7 tháng 9, cường độ mạnh hơn 8,2 độ Richter ở ngay ngoài khơi của phía nam Mexico. Lặp lại những gì lúc sáng nay tôi nói trong câu chuyện buổi sáng, quý vị. Và chính xác, ông Trung cũng làm một điều tương tự. Thì có gì đâu, ông lục lại những hồ sơ trong thời bà Hill làm Bộ trưởng Ngoại giao. Ông lục lại hồ sơ trong thời 8 năm chồng của bà làm Tổng thống. Ông nói ra, ông cho rằng sau khi đó mà cho phép Triều Tiên nghiên cứu phát triển vũ khí hạt nhân lúc còn đương chức Ngoại trưởng Mỹ, và cả chồng bà nữa, lương lẹo, giờ là bà lên chỉ trích tôi. Đó là lời của ông Trump trên cái tweet. Và trong bài phát biểu đầu tiên tại Liên Hợp Quốc ngày 19 tháng 9 trên một cương vị Tổng thống Mỹ,
Ông Trump công kích chế độ Venezuela và chỉ trích thỏa thuận hạt nhân của Iran và dọa phá hủy hoàn toàn Triều Tiên. Sau đó một ngày thì bà Hillary đã nói là cái lời lẽ của ông Trump đen tối và nguy hiểm, và đây không phải là cái loại thông điệp mà nhà lãnh đạo quốc gia vĩ đại nhất thế giới nên đưa ra. Đó là lời bình luận của bà Hill. Vì vậy thưa vị, ông Trump lên ông dỡ lại cái hồ sơ cũ. Ông cho rằng bà mới là người lương lẽo, chồng bà mới là lương lẽo. Trong chuyện mà vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên, quý vị đi qua đi lại như con thoi, cuối cùng là gì? Tốn biết bao nhiêu tiền thuế của Mỹ để nuôi đất nước đó mà thôi. Và bà là một nhà đạo diễn cho cuộc chiến đã hạ bệ một đất nước Libya, đã giết chết một nhà lãnh đạo Gaddafi và không chứng minh được điều gì cả, và để đưa đất nước này đi vào cái hệ lụy đến ngày hôm nay. Mời cô. Và đây, trong những cái ngày của thời đại này, thưa quý vị, khi mà nói đến Internet rồi dùng trang mạng rất là nhiều thì quý vị nên cẩn thận. Europol vừa mới đưa tin ra là trong ngày 20 tháng 9, cơ quan cảnh sát của châu Âu Europol cho biết là họ đã bắt được 53 đối tượng tham gia những cái hoạt động mua bán đồng euro giả trên mạng Darknet, đã bị bắt giữ trong chiến dịch hành động với sự phối hợp của 7 quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu, EU và Europol. Trong cái chiến dịch lần này, lực lượng chức năng đã tiến hành vấn đề lục soát 77 địa chỉ trên toàn châu Âu, bắt giữ được 53 đối tượng và thu giữ được cho tới 2.000 đồng tiền giả. Với sự phối hợp của cảnh sát của những quốc gia EU gồm có các nước Pháp, Áo, Cộng hòa Séc, nước Đức, Hy Lạp, Slovakia và Tây Ban Nha, thì chiến dịch lần này đã được lên kế hoạch rất là bài bản, nhắm tới những đối tượng buôn bán tiền giả, hoạt động trên những vấn đề giao dịch phổ biến của trang mạng Darknet. Vào hồi những đầu năm của những ngày đầu năm nay, thì giới chức Áo cũng đã cho biết là họ đã triệt phá được một cơ sở sản xuất tiền giả tại Vienna và bắt giữ được một đối tượng. Europol cũng cho biết là chiến dịch hành động chung đã được thực hiện từ tháng 5 cho đến tháng 6 vừa mới qua để mở đường cho những chiến dịch quốc tế khác của Mỹ và Hà Lan nhằm đánh sập hai cái đài giao dịch phổ biến nhất trên Darknet, đó là Alphabay và Hansard Market. Sự thành công này cũng cho thấy giới chức an ninh châu Âu đã có những phương thức rất là hiệu quả để ngăn chặn những hành động phạm pháp trên những trang mạng, ngay cả khi những đối tượng hoạt động này họ là những đối tượng nặc danh. Một thông báo của công ty điện thoại của hãng Spring, quý vị, cho rằng là quý vị có thể đổi cái điện thoại cũ mà lấy cái iPhone mới. Đây là một điều rất là hiếm hoi nha quý vị. Nếu quý vị mà đang xài của hãng Spring đó, thì nên có một cái iPhone mới và đem cái điện thoại cũ ra đổi lại. Vào giữa tháng 9 2017 thì Spring đã giới thiệu một chương trình mới vô cùng hấp dẫn dành cho những khách hàng muốn sở hữu iPhone cũng như là iPhone 8, 8 Plus với mức giá thấp nhất có thể. Theo đó, thưa vị, Spring đã đưa ra một chương trình táo bạo nhất cho những khách hàng muốn sở hữu các loại iPhone của Apple, đổi một lấy một, cụ thể là khách hàng mang những chiếc điện thoại đang sử dụng để đổi lấy một chiếc iPhone 8 mới 100%. Đây được coi như là một lời thách thức của Spring gửi tới các đối thủ cạnh tranh kể từ ngày 25 tháng 9 2017. Các khách hàng của Spring có thể đổi iPhone 7, Samsung Galaxy 8 hoặc Note 8 để lấy một chiếc iPhone 8. Với những dòng iPhone thấp hơn hay là các mẫu điện thoại gần đây khác của Samsung, Motorola hay là Google LG, khách hàng sẽ có được giảm giá 50% giá của iPhone 8 khi mà tham gia chương trình. Sau khi mà cam kết sẽ không để lặp lại một cuộc chiến về cái giá iPhone như hồi năm 2016, chương trình mới từ Spring được coi là mức giá thấp nhất có thể đưa ra. Và trước đó không lâu thì tập đoàn AT&T cũng đã giới thiệu chương trình mua một tặng một là áp dụng đối với những khách hàng muốn sở hữu iPhone 8 và 8 Plus và có nhu cầu ghi danh dịch vụ vệ tinh DirecTV của hãng. Tuy nhiên, cả Spring và AT&T vẫn chưa xác nhận liệu những chương trình họ đưa ra có được áp dụng cho iPhone X, tức là chiếc iPhone cao giá nhất của Apple hiện nay. Hầu hết người dân Mỹ đang sở hữu ít nhất là một chiếc điện thoại, và khiến cho các công ty này đang gặp áp lực rất lớn trong việc nghĩa là tìm kiếm nguồn khách hàng mới.
năm 2016, các công ty chuyên cung cấp dịch vụ, nghĩa là wireless, đã bị vướng vào một tình trạng rắc rối với mức giá cao của iPhone. Đây là điều mà cả bốn công ty hàng đầu không muốn lặp lại. Quý vị nghe cho kỹ nha. Tại vì bây giờ trở lại, quý vị, từ ngày mà ông Apple giới thiệu ra một cái series iPhone 8 đó, thì theo đánh giá thì hiện giờ, quý vị, cái tình trạng này nó hot giống như những chiếc hiệu xe Tesla chạy bằng điện đó. Tức là hiện giờ đơn đặt hàng chưa giải quyết được, thì làm sao có số lượng mà để mà available tại những cái cửa hàng đại diện cho các công ty iPhone. Bây giờ nếu như vậy, quý vị thử ra các gian hàng, các công ty mà để mua thử một cái iPhone 8 chẳng hạn, thì điều đó đã khó khăn rồi. Thì làm sao với một chương trình như thế này mà phải nói rằng quý vị nghe sẽ rất hấp dẫn. Nhưng mà từ sự hấp dẫn này, đây là một sự quảng cáo tuyệt vời cho công ty Spring. Quý vị thử coi thứ điều này họ thực hiện được hay không. Và nếu họ muốn thực hiện đó, thì cái lượng iPhone này từ đâu để mà họ độc quyền, để thỏa thuận một cái giá cả mà gần như là vô tiền khoáng hậu. Tại khi mà Apple họ sản xuất ra như vậy, quý vị, cái lượng cung cầu họ phải được chia đều, để cho nó mang cái tính là gì, không có độc quyền của một cái thị trường. Bởi nhiều đó nó đã khó khăn rồi, làm sao mà Jeff Spring đưa ra một chương trình quảng cáo vĩ đại như vậy? Thì tất cả những thành phần mà xài các loại không phải là Apple, họ sẽ tràn ngập đến đây. Kể cả những người mà đang xài những iPhone cũ, họ cũng sẽ tìm một cái iPhone mới. Như vậy, với quảng cáo như thế này, mà quý vị cứ dung dăng dung dẻ mà vừa nghe nói đó, là chạy tới Spring đưa cái iPhone cũ rồi để lấy cái iPhone mới, bảo rằng không khoái đâu nha. Tôi mới nghe ông Nguyễn Vũ nói đó, bây giờ mà không đưa tôi xu đó nha. Thì quý vị đã từng bị những điều lầm lỡ này nhiều rồi, và tiếp tục lỡ lầm. Mời cô. Dạ vâng, và nhìn qua Philippines, quý vị hãy nghe lời của Tổng thống Duterte. Ông sẽ ra một cái lệnh nào vấn đề liên quan đến cái chiến dịch thanh trừng ma túy? Thì ông đã nói, ông xác nhận là ông sẽ ra lệnh cho cảnh sát bắn chết con trai của ông nếu mà bắt được quả tang là con trai của ông buôn bán ma túy. Tổng thống Philippines, ông Rodrigo Duterte, cho hay ông đã lên tiếng như vậy với con trai của ông, đó là Paolo Duterte, phó thị trưởng của thành phố Davao. Theo tin từ Philippines cho biết là ông Duterte phát biểu trước những nhân viên của chính phủ trong ngày hôm qua. Paolo, con trai của ông 42 tuổi, cũng như là con rể của ông Duterte là luật sư Manazis Capio, đang bị cáo buộc liên quan đến một cái mạng lưới buôn ma túy xuyên quốc gia do người Trung Quốc cầm đầu. Cả Paolo lẫn Capio đều bác bỏ những cái lời cáo buộc này và còn khẳng định rằng đó là những cái lời cáo buộc vô căn cứ và xuất phát từ tin đồn. Thành thử trong phát biểu của chính Tổng thống Duterte, ông đã nhắc lại lời cảnh báo mà ông đã từng nói với con trai của ông khi ông còn là thị trưởng Davao và những hoạt động tình nghi phạm pháp của Paolo bị phát hiện. Ông Duterte nói, trước đây tôi đã nói rồi, nếu tôi có một đứa con trai dính líu đến vấn đề ma túy, các anh chỉ việc giết chúng để không có thể nói gì, có nghĩa là ông đã tuyên bố với những cảnh sát. Trong phiên điều trần tại Thượng viện Philippines trước đó, vào ngày 7 tháng 9, thì Thượng nghị sĩ Antonio Trillanes nói là trong một cái trên lưng của Paolo, con trai của ông Duterte, có một cái hình xăm. Đây là bằng chứng cho thấy là Paolo là thành viên của băng nhóm tội phạm buôn ma túy này. Và nhóm tội phạm buôn ma túy này được cho là đã vận chuyển những cái khối lượng ma túy rất là lớn, trị giá lên tới 6,4 tỷ peso từ cảng Manila. Và số ma túy này đã được đến một nhà kho ở thành phố Valenzuela và đã bị lực lượng chức năng phát hiện vào hồi tháng 5 của năm nay. Và Thượng nghị sĩ Trillanes còn lên tiếng cáo buộc con trai và cả con rể của Tổng thống Duterte có liên quan đến vụ này. Và ông cũng tố cáo Paolo và Capio mỗi người có tới 100 triệu peso trong tài khoản ngân hàng. Trở lại về cái hậu quả của cơn bão Maria đã tàn phá đến 2/3 diện tích của Puerto Rico.
và toàn bộ cái đảo này đã mất điện. Nhưng mà tình trạng này sẽ khó lặp lại giống như những gì ở Houston cũng như là Florida. Có thể là cả một tháng người dân đây mới có điện trở lại quý vị. Tại Puerto Rico, sau khi mà để lại 7 người chết tại Dominica, bão Maria đưa gió mạnh và mưa lớn tới 2/3 diện tích của đảo thuộc quyền của Mỹ. Phan Nguyên thống đốc đã nói là hạ tầng cơ sở nơi đây không còn là như trước sau một đợt siêu bão. Các đảo trong vùng Caribe chứng kiến tàn phá tái hiện chỉ 2 tuần sau bão Irma. Maria đổ bộ vào Puerto Rico lúc 11 giờ sáng thứ Tư tại một nơi gần thành phố của Yabucoa với tốc độ là 155 dặm một giờ. Trung tâm bão quốc gia cho hay sức mạnh của bão đã hạ xuống cấp 4 là đủ mạnh để mà tốc mấy nhà cửa trên đường di chuyển. Tại trung tâm gọi là San Juan, khách sạn bắt đầu thấy nước ngập từ giữa sáng thứ Tư, một số cửa đã bị phá vỡ và lực lượng đã đến kịp thời để giúp đỡ và làm việc như lời của thống đốc đã báo trước. Công nhân không ra ngoài trong khi gió mạnh trên 50 dặm một giờ. Thống đốc Ricardo báo tin trên Twitter rằng trung tâm mạnh tạm trú đã nhận hơn 10.000 người di tản tính vào lúc 2 giờ sáng và trung tâm nghị hội của San Juan chuẩn bị tiếp nhận thêm hàng ngàn người. Puerto Rico mất điện hoàn toàn và 2 radar khí tượng bị sô đổ. Dạ vâng, và liên quan đến vấn đề di dân, di trú hay là những vấn đề của những người di dân bất hợp pháp đi thưa quý vị. Thì hiện nay họ đang cho rằng nếu mà quý vị nào mà xin visa H1B sẽ gặp rất là nhiều khó khăn với những chính sách của Tổng thống Donald Trump hiện nay. Thì đang cho rằng là những người lao động nước ngoài trình độ cao làm việc tại Mỹ là sẽ có những cái khó khăn hoặc là cái thời gian xin nó sẽ lâu hơn. Vì chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ truy vấn những hồ sơ xin visa thường xuyên hơn ở bất kỳ thời điểm nào dưới những đời của những cựu Tổng thống trước. Hãng tin Reuters cũng đã cho biết là sự xăm soi ráo riết hơn về những hồ sơ xin visa H1B diễn ra ngay sau khi mà Tổng thống Donald Trump kêu gọi đưa ra những thay đổi đối với chương trình visa để nó có thể làm lợi cho những người lao động được trả lương cao, dù là Tổng thống Trump chưa ban hành những cải cách nào như vậy. Theo dữ liệu do Cơ quan Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ, tức là USCIS, cho thấy từ ngày 1 tháng 1 cho đến ngày 31 tháng 8, thì cơ quan này đã gửi đi cho tới 85.000 thách thức hoặc là yêu cầu phải cung cấp thêm bằng chứng tới những người đã nộp đơn xin visa H1B, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Và hiện nay, tổng số đơn để mà xin visa H1B tăng ít nhất là hơn 3% trong cùng kỳ. Và cũng theo dữ liệu của cơ quan USCIS, thì những vấn đề đòi hỏi này có thể làm chậm việc cấp visa đi hàng tháng. Trong năm 2017 đã được gửi đi với một cái tỷ lệ cao hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong chính quyền trước của cựu Tổng thống Barack Obama. Và hãng thông tấn này cũng nhận định xu hướng này có thể sẽ gây phấn khởi cho những người đang ủng hộ lập trường cứng rắn của Tổng thống Donald Trump về vấn đề di trú. Vì họ đã cho rằng visa cho những người nước ngoài có trình độ cao sẽ làm mất đi công việc làm của chính người dân Mỹ. Một nghị trình mà cũng đang bắt đầu sẽ tranh luận rất lớn tại Quốc hội quý vị. Đó là cái chuyện mà một dự luật của Bill Cassidy. Bill Cassidy lấy tên về tên của một người vừa đưa ra một dự luật về vấn đề để làm sao repeal Obamacare. Như quý vị đã biết đó, đây là cái sự mà riêng về của Đảng Cộng Hòa đó, thì đó họ âm thầm họ chuẩn bị tới 7 năm. Vấn đề của họ đặt ra đó là tại sao họ đã cố gắng trong 7 năm như vậy mà đến khi họ có mọi lợi thế trong tay, lợi thế ở Hạ viện, lợi thế ở Thượng viện và lợi thế Tổng thống Donald Trump là của Đảng Cộng Hòa, thế nhưng tại sao không lật đổ được? Bây giờ mặc dù chuyện này đã thất bại nhưng đang tiếp diễn về một dự luật của Bill Cassidy. Chuyện này thưa quý vị, thì bây giờ tuần tới đó, theo lời của Chủ tịch của Thượng viện ông Mark McConnell, ông cho rằng sẽ đưa ra vào Quốc hội vào tuần tới đây.
và giới lập pháp của Đảng Hòa đang âm thầm chuẩn bị một đề án gọi là luật y tế mới để thu hồi thay thế Obamacare. Bây giờ trở lại để mà chúng ta đi xa hơn một tí về chuyện Obamacare và tại sao Đảng Cộng Hòa phải muốn lật đổ. Bây giờ quý vị phải nhìn nhận thế này. Nước Mỹ luôn luôn là một tư bản hóa. Tức là mọi người dân được có quyền đi theo hướng một kinh tế thị trường. Bây giờ quý vị nhìn lại cái chuyện mà Obamacare đó. Obamacare nha, thì chẳng khác nào mà người giàu đi cover cho người nghèo. Quý vị đi theo ra chuyện này, và khi mà đi vào chi tiết đó thì nó ra rất là nhiều. Bây giờ chuyện Obamacare, các cái tiểu bang thuộc về Đảng Dân Chủ, họ hoàn toàn không muốn thay đổi. Là nghĩa là gì? Họ muốn bảo vệ người nghèo. Và trong chuyện họ bảo vệ nghèo, họ bảo vệ một số chương trình mà từng cung cấp cho dân lậu nữa. Thì điều này nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề ngân sách của liên bang. Và ông Trump ông muốn đe dọa đó, nếu chuyện này không xong, ông sẽ cắt một số ngân sách cho vấn đề Obamacare của các tiểu bang. Bây giờ trong Graham Cassidy đây đó, ông muốn đưa ra một lộ trình giống như cách đây 100 năm trong hiến pháp của Hoa Kỳ. Và tôi gọi rằng quốc gia Mỹ là một đất nước gọi là chia quyền. Có nghĩa là nó không nằm ở toàn bộ cái quyền hành của liên bang, mà nó phải lan tỏa về từ các tiểu bang. Thì một đất nước phân quyền như vậy đó, thì đó không phải là một xã hội độc tài. Nhưng có những cái luật mà nó phải nằm ở control của liên bang, nhưng mà tương đối thôi. Sau này năm 7 thập niên gần đây đó, cũng từ vấn đề quyền lực, từ vấn đề phe phái, từ vấn đề quyền lợi, từ vấn đề tham nhũng, họ mới gom về nhiều cái quyền của liên bang. Ok, bây giờ bắt đầu các tiểu bang tranh đấu chứ gì? Quý vị muốn dùng cái đảng phái để chặn đứng những nghị trình của tổng thống chứ gì? Ok, bây giờ nếu luật này mà được pass á, chúng tôi sẽ trả về cho quý vị đó. Quý vị ôm lấy đi. Quý vị tự xoay trở về một luật riêng của quý vị trong vấn đề healthcare. Thì lúc đó đó, những ngân sách mà liên bang rót về từ trước kia sẽ không còn nữa. Nếu điều này quý vị muốn tồn tại và sự thay đổi, nó chỉ ngần như vậy. Nhưng vấn đề là gì? Đảng Cộng Hòa chỉ không muốn còn lại chữ Obamacare. Họ cho rằng đây là cái hình thức của những xã hội chủ nghĩa. Đây là một hình thức không phù hợp với một đất nước Mỹ khi mà bắt buộc mọi người phải có Obamacare. Điều này không bắt buộc ai được cả. Chính vì vậy đó, cái ngân sách của liên bang nó cover quá nhiều trong chương trình Obamacare. Và bây giờ họ mới thấy rằng số thặng dư này, cái số nhà giàu, họ cảm thấy đó là một sự bất công, và họ muốn phải loại bỏ. Chính vì vậy, cái vai trò của Đảng Cộng Hòa đã theo đuổi 7 năm qua, và bây giờ làm sao phải lật đổ cái chuyện này. Để làm gì? Để hai bên cân bằng về quyền lực, và kể cả chinh phục cái thành phần cử tri của chính mình. Là từ đó, cái chuyện giữa Obamacare và Trung Care nó đang trở thành một chính trị hóa. Dù như vậy, quý vị đang có quyền lợi này hay là không có quyền lợi này, để quý vị hiểu bản chất của vấn đề này là gì. Bản chất của vấn đề này là gì? Bởi vì biết tôi có nói đó, quý vị qua đây 42 năm rồi, 35 năm, 30 năm và 20 năm, chưa có ai chết vì vấn đề không có Obamacare cả. Điều này tôi nói rất rõ nha. Nếu mà ai bảo rằng tôi nói chuyện này oan ức đó, nó thêm như nước Mỹ đó, gọi vào đây. Có gia đình nào qua Mỹ nghèo mà không được chữa trị không ạ? À? Vì vậy quý vị đừng có la toán lên, bảo rằng không có Obamacare thì chết. Dạ vâng, và đây là cái dự thảo Cassidy Graham anh Vũ vừa mới gửi đến cho quý vị chi tiết như thế nào. Và hiện nay thì đây là một dự thảo mà nỗ lực mới nhất
của bên đảng Cộng Hòa để mà bỏ đi cái chương trình Obamacare mà chúng ta biết đó là cái luật ACA của năm 2010. Đó chính là cái mục tiêu đã có từ 7 năm qua và cho tới nay thì đã hơn 8 năm từ bên phía đảng Cộng Hòa. Thì nghị sĩ Cassidy, theo cái luật của ông thì ông cho biết là tiểu bang phải bảo đảm vấn đề mà loại đi những bệnh nhân có phúc lợi y tế thích hợp và vừa túi tiền. Và chính ông Cassidy đã gọi đề nghị Cassidy Graham là phải được thông qua, và đồng thời ông cũng nhắc lại cái chỉ tiêu thời gian đã định của giới bên lập pháp của đảng Cộng Hòa, đó là vào cuối tháng này, ngày 30 tháng 9. Thì theo đề nghị của ông Cassidy, tiểu bang, mỗi tiểu bang được phép chọn đứng ngoài một số bảo vệ khách hàng theo luật của ACA, tức là American Care Act, miễn trừ hãng bảo hiểm một số đòi hỏi về vấn đề phúc lợi y tế của người tiêu thụ và chấm dứt đi cái sự mở rộng chương trình Medicaid với dân nghèo và người khuyết tật. Và hiện nay đó thì thưa quý vị, hãng thông tấn Reuters họ đưa ra là chưa thấy thẩm định của phòng ngân sách của Quốc hội hồi tháng 7, cũng như là cơ quan này cho hay cái đề án mà thất bại từ bên phía đảng Cộng Hòa làm cho 22 triệu người dân mất đi bảo hiểm sức khỏe. Hiện nay mặc dù là chúng ta chỉ còn có vài ngày nữa là cuối tháng 9 sắp tới rồi, vẫn có nhiều tranh cãi, vẫn có nhiều vấn đề xoay chung quanh chương trình bảo hiểm cho những người nghèo. Đây quý vị, cũng liên quan đến vấn đề y tế đây. Tham thì thâm, cũng là người Việt Nam. Một phụ tá bác sĩ gốc Việt, nghĩa là có thể là ở tù 140 năm đó quý vị. Ở tù 140 năm, đời còn gì không ạ? Một phụ tá bác sĩ, một bệnh viện tại thành phố Fountain Valley, bệnh viện này cũng toàn Việt Nam không, đã bị kết tội vận chuyển ma túy bằng cách viết các toa thuốc bất hợp pháp, theo báo của Los Angeles Times. Một bồi thẩm đoàn liên bang nói rằng cô Kathleen Phương Nguyễn, 32 tuổi, là cư dân ở San Jose, đã phạm 10 tội đại hình liên hệ tới việc phân phối bất hợp pháp các thuốc oxycodone. Trong phiên tòa, các bồi thẩm nghe chứng cứ rằng 4 người đã chết vì thuốc quá liều sau khi có một toa thuốc nhận từ Nguyễn theo hồ sơ Bộ Tư pháp. Bác sĩ Victor Boone, 66 tuổi, cư dân của Laguna Beach, người điều hành bệnh viện Fountain Valley, đã bị kêu án tuần trước gần 6 năm tù sau khi nhận tội 2 tội đề hình phân phối thuốc bất hợp pháp cho một loại thuốc phải bị kiểm soát. Bác sĩ thú nhận đã bất hợp pháp biên toa thuốc oxycodone từ bệnh viện của ông từ 2009 đến 2015 theo lời công tố. Phụ tá bác sĩ Thanh Nhã Phạm, 31 tuổi, cư dân của Fountain Valley, cũng làm việc ở bệnh viện này, đã nhận tội từ tháng 1 2017 là âm mưu phân phối thuốc phải bị kiểm soát, và Phạm sẽ bị kêu án vào ngày 29 tháng 1 2018. Công tố nói rằng ba người này, trong đó Phạm và Nguyễn, đã biên toa không với mục tiêu chữa bệnh mà để nhận tiền mặt và chi trả từ bảo hiểm bất kể một dấu hiệu lạm dụng nguy hiểm từ bệnh nhân. Nguyễn gặp cơ nguy lãnh án tối đa 140 năm tù trong trại giam liên bang trong phiên kêu án sắp tới ngày 22 tháng 1, 2018. Đây là câu chuyện thưa quý vị, là một sự nhắc nhở. Tôi đã nói quý vị đó, tất cả đó, mà những hành động này vẫn còn tiếp tục, đất nước này sẽ đi về đâu? Mà nếu quý vị là những người thông đồng, mỗi ngày nghe bác sĩ gọi offer cho cái này, offer cho cái nọ, cứ xách cái thẻ tới đưa một cách vô tội vạ, đất nước này sẽ đi về đâu? Và chuyện này thưa quý vị, truyền miên, vấn đề healthcare, vấn đề y tế, vấn đề gian lận, trong đó luôn có người Việt Nam. Nhưng ít ai muốn nghe mấy bản tin này lắm, ít muốn nghe lắm.
Vâng, trong khi đó thì những cái tin tức, những cái tài liệu mới mà phân tích từ những công ty bảo hiểm để cho chúng ta thấy rõ ràng đó nha, thưa quý vị. Thì cái vấn đề, cái dự thảo, cái sự đề nghị của ông Cassidy, Graham Cassidy, nếu mà được thông qua trong cái những cái sự việc hiện nay, thì vấn đề này sẽ xảy ra những việc như sau, là sẽ bị cắt giảm tài trợ liên bang 215 tỷ Mỹ Kim trong vòng một thập niên tới, là trong vòng 10 năm tới. Và nói chung thì sẽ có 34 tiểu bang sẽ chứng kiến bị cắt giảm tài trợ từ liên bang, mà những tiểu bang này họ đang nhận những cái số tiền tài trợ theo luật ACA. Nhưng mà bên cạnh đó thì lại một cái sự việc khác xảy ra là 16 tiểu bang khác thì sẽ lại thấy được cái vấn đề tăng tài trợ của liên bang. Tạm biệt.